Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thành Phong bị giam lỏng, ai đã ra tay triệt hạ. Tin thanh thế ông Nguyễn Thành Phong được Thời báo.d đưa tin từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, vì Nguyễn Thành Phong đang nỗ lực thuyết phục Trung ương cho giữ chức và bản thân ông Phong hứa hẹn cũng rất nhiều. Đặc biệt là sau cuộc họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, thấy ông Nguyễn Phú Trọng không gọi tên Nguyễn Thành Phong, nhiều người nghĩ rằng Nguyễn Thành Phong đã tay qua nón khỏi. Tuy nhiên, chuyện đấu đá hậu trường chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều vấn đề khó lường. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Cái cớ để ông Nguyễn Thành Phong được ưu ái ở lại chiếc ghế cũ chính là về vấn đề chống dịch. Từ đợt lockdown đầu tiên từ ngày 31 tháng 5 cho đến nay đã gần 3 tháng, ông Nguyễn Thành Phong luôn là người đứng đầu công tác chống dịch. Việc thay ngựa giữa dòng e rằng công tác chống dịch sẽ bị trệch choạc nên Trung ương không muốn. Dựa vào điều đó, ông Nguyễn Thành Phong hứa rằng tôi tin sẽ kiểm soát được dịch. Lúc đó, ông Phong đã nói, với tinh thần quyết liệt, cụ thể và đồng bộ, tôi tin rằng thành phố kiểm soát được dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói khi đề nghị các quận, huyện và thành phố cương quyết thực hiện kế hoạch 2715 tranh thủ thời gian giãn cách để kiểm soát dịch bệnh. Trong suốt 3 tháng vừa qua, ông Nguyễn Thành Phong tỏ ra lập người mẫn cán, xông xáo, thực hiện công tác chống dịch. Thứ nhất, đó là trách nhiệm của ông. Thứ nhì, đó là cái phao duy nhất có thể giúp ông được ưu ái. Tuy nhiên, thực tế thì tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đang mất kiểm soát. Điều này xem như cơ hội để được giữ lại chức là không còn nữa. Tình hình dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh vô cùng nghiêm trọng. Hiện nay, tỷ lệ F0 ngoài cộng đồng đã tăng lên nhanh 82% và thành phố Hồ Chí Minh xem như đã vỡ toang. Tình hình nguy cấp đến mức chính quyền quyết định huy động cả quân đội vào cuộc để thực hiện công tác chống dịch. Nguyễn Thành Phong đang chống dịch, có kẻ ngồi trên cao đang ngắm nghía chiếc ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đầy quyền lực và màu mỡ này. Họ sẽ canh khi nào Nguyễn Thành Phong sẩy chân là lao vào cướp lấy cơ hội. Và quyết định thay Nguyễn Thành Phong đã diễn ra như thế nào? Theo trang thông tin chính phủ, thì Bộ Chính trị đã quyết định điều động phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản. Cùng ngày, Bộ Chính trị có quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, tại Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo. Quyết định này là tin vui đối với ông Lê Hải Bình, nhưng lại là tin buồn đối với ông Nguyễn Thành Phong. Ông Lê Hải Bình thì lên chức, còn ông Nguyễn Thành Phong thì xem như bị giam lỏng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong đang nỗ lực chống dịch. Bộ Chính trị quyết định rất nhanh vào ngày 20 tháng 8 năm 2021 và thông báo cho báo chí biết. Có thể nói, việc làm này của Bộ Chính trị giống như một hành động đánh úp ông Nguyễn Thành Phong vậy. Rất bất ngờ. Theo đó, Bộ Chính trị cũng quyết định ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Và điều động phân công giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố tập trung thực hiện mục tiêu kép. Để đạt các mục tiêu thì trước mắt có lẽ đã đến lúc cần phải thay đổi Nguyễn Thành Phong, vì ông Phong đang tỏ ra khá yếu kém tại thành phố Hồ Chí Minh và biến đây trở thành trung tâm dịch COVID-19 của cả nước. Kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 tính đến nay, rất nhiều người đã chết. Và từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 6 tháng 7, Hồ Chí Minh, thành phố này đã ghi nhận 6.900 trường hợp mắc COVID và số ca tiếp tục tăng lên không ngừng. Từ ngày 31 tháng 5 đến 14 tháng 6, thành phố giãn cách theo chỉ thị 15. Từ 15 tháng 6 đến mùng 8 tháng 7, giãn cách theo chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.
trong đó có 26 ngày thành phố áp dụng thêm các biện pháp tăng cường như cấm ra đường, ngừng các hoạt động không thiết yếu sau 18 giờ, vân vân. Tuy nhiên, số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng chiếm tỷ lệ rất cao, tới 4.425 ca nhiễm tính từ 18 giờ ngày 18 tháng 8 đến 19 giờ ngày 19 tháng 8. Trong bối cảnh thành phố vật lộn chống dịch mấy tháng qua, khả năng thay đổi nhân sự chủ tịch thành phố dường như lãng đi. Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Ông Nguyễn Thành Phong lại phải ra đi mặc dù không muốn. Tiểu sử ông Nguyễn Thành Phong được biết sinh năm 1962, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông Nguyễn Thành Phong, bên trưởng bên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vào Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông giữ chức ủy viên ban chấp hành đoàn trường, rồi giữ cương vị bí thư đoàn trường, phó chủ tịch Hiệp hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vào năm 1999, ông giữ cương vị bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2004 đến 2006, ông Phong làm bí thư Trung ương Đoàn, phụ trách phía Nam, rồi bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đến cuối năm 2006, ông quay về Thành phố Hồ Chí Minh làm bí thư quận ủy quận 2. Tới năm 2009, ông được điều động về Bến Tre làm phó bí thư rồi bí thư tỉnh ủy. Vào tháng 3 năm 2015, Bộ Chính trị quyết định điều động ông thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy Bến Tre để giữ chức phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Và tới cuối năm 2015, ông được bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 và giữ cương vị này đó cho đến nay. Như vậy lần này, ông Nguyễn Thành Phong rời Thành phố Hồ Chí Minh khó có cơ hội quay trở lại như những lần trước đây. Lần này được ra trung ương nhưng không phải lên chức mà là bị giam lỏng. Và vì sao người ta gọi vị trí này của ông Nguyễn Thành Phong là bị giam lỏng? Bởi vì trước đây khi ông Đinh La Thăng bị kỷ luật, ông Nguyễn Phú Trọng cũng mang ra ngoài trung ương cho giữ chức phó ban kinh tế trung ương, chức mà Nguyễn Phú Trọng phân công cho Nguyễn Thành Phong giữ hôm nay cũng y hệt như vậy. Với vị trí phó ban tuyên giáo trung ương thì khó có chuyện, với vị trí phó ban kinh tế trung ương thì khó có chuyện ông Nguyễn Thành Phong được thăng chức, không bị vùi dập như Đinh La Thăng cũng là may mắn lắm rồi. Đây là hình ảnh trang thông tin của chính phủ đã thông báo. Ở ban bí thư, vị trí trưởng ban kinh tế trung ương thì rất quyền lực, nhưng vị trí phó trưởng ban kinh tế trung ương thì gần như không có thực quyền gì cả. Từ chỗ điều hành của thành phố đông dân nhất nước, giờ Nguyễn Thành Phong ngồi âm thầm ở ban kinh tế, một vị trí hữu danh vô thực và dường như đang chờ đợi những đòn kỷ luật từ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Thành Phong cũng đã cố gắng vẫy vùng, nhưng không được. Trò chơi quyền lực nhẫn tâm là như vậy, dù cho có vận động hay năn nỉ hay hứa hẹn thì họ vẫn thay. Quyền lực ở Việt Nam được quy ra thành tiền hết, ghế nào cũng đều có giá của ghế đó. Ngồi ghế cao mà không có thế lực mạnh thì rất có thể sẽ bị người khác cướp mất ghế. Kẻ nào đấu đá giỏi thì kẻ đó chiến thắng, chứ không phải là kẻ nào quản lý giỏi thì kẻ đó chiến thắng. Và cho đến giờ phút này, dư luận đặt câu hỏi, ai đã ra tay hạ ông Nguyễn Thành Phong đến như vậy? Chuyện thay đổi nhân sự liên tục là ông Nguyễn Phú Trọng chứ không phải ai khác. Ông Trọng là người đứng đầu thế lực miền Bắc. Ông luôn mong muốn loại bỏ bớt những người miền Nam. Đó là điều cần thiết. Nguyễn Thành Phong là người có dính đến ân huệ của Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân trước đây, mà hai nhân vật họ Lê kia đang là đối tượng mà Nguyễn Phú Trọng đang muốn nhắm đến và tiếp tục triệt hạ. Việc để Nguyễn Thành Phong lại Thành phố Hồ Chí Minh là một trở ngại cho Nguyễn Văn Nên và Phan Văn Mãi triển khai ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng vào Nam. Và lần này, ông Nguyễn Thành Phong bị mang ra Ban Kinh tế Trung ương, xem sự nghiệp của ông Phong đã xuống dốc. Vị trí Phó Ban Kinh tế Trung ương nó mở nhạt đến mức phải có những nhân vật tên tuổi bị trừng phạt và đem nhét vào đó thì người ta mới biết nó có sự hiện diện. Còn không thì người ta cũng lãng quên nó đi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang là hung thần của các phe cánh khác. Vị trí Phó Ban Kinh tế Trung ương được xem như là một vị trí chờ. Không phải chờ thăng chức mà là chờ để hết nhiệm kỳ rồi về hưu, hoặc chờ đến khi được gọi tên để công an ập đến bắt và biến thành một thanh củi tống vào lò. Có lẽ Nguyễn Thành Phong sẽ chờ hết 5 năm để về hưu, chứ khó có chuyện ông Phong bị sổ khám như Đinh La Thăng. Nguyễn Thành Phong đã ngã ngựa,
và sự nghiệp chính trị cũng xem như lụi tàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021 với bản tin Nguyễn Thành Phong bị giam lỏng, ai đã ra tay triệt hạ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.